Alo, alo. Thằng Dũng bị đuổi việc ở Á Đông á? Bà lằng nhằng. May mà mày không có mặt ở đây đấy. Nếu không bọn tao hội đồng nó không trượt phát nào vì cái tội ám quẻ. Trên trang Facebook của nó có thằng khốn nào đăng bài nói là nó ăn trộm tài liệu của công ty cho đối thủ. Còn có cả video đấy. Alo, Hùng. Mày còn đó không? Check lại thông tin đi rồi báo tao. Alo, alo. Hello, Lê Anh Dũng. Kẻ đánh cắp thông tin của công ty bán cho đối thủ lấy tiền. Thời buổi làm giàu không khó. Cảm giác bị sa thải thế nào? Dễ chịu không? Con ơi, quán cơm đi con. Chuyện này là thế nào Dũng? Em bị đuổi việc rồi à? Nói đúng hay sai? Đúng. Vì sao? Anh cứ bình tĩnh. Em đang tìm hiểu rồi. Chuyện này có gì đó sai sai. Cần gì phải tìm hiểu nữa. Anh muốn chính mồm nó nói ra sự thật. Nào, nói đi. Ngươi! Ê Hùng, bình tĩnh đã con. Dung ơi, con kể đầu đuôi đi. Đây bố xem. Không bán thông tin ạ. Ok, cứ cho những lời này là vu khống. Nhưng còn cái video này thì như thế nào? Thế tại sao lại phải lén lút chụp trộm? Để làm gì? Cho vui à? Giải thích đi. Anh Hùng. Giải thích đi! Em đã từng có ý định ăn trộm. Vì cái gì? Vì 50 triệu à? Mày cần tiền đến thế cơ à? Tao đã nói với mày rồi, mình không có quyền, cũng không có tiền, phải tự đi, không thể đi nhanh được. Nhưng mà mình sống bằng mồ hôi công sức của mình thì cũng đáng tự hào lắm rồi. Đói phải cho sạch chứ Dung. Em không định bán vì tiền. Khi em biết nhiều chuyện, đủ để hiểu rõ bản chất con người của anh ta, em chỉ muốn hạ bệ anh ta. Em muốn một kẻ ngạo mạn như anh ta phải nếm được mùi thất bại, để anh ta sẽ không coi thường em, không coi thường anh, không coi thường chúng ta. Và khi đó, anh ta sẽ tự bộc lộ con người thật của anh ta, để chị không còn phải ngô nhận gì cả.
Em đói. Em muốn anh buông em ra để em tự lập. Em tự lập như thế này đây hả Dũng? Chính vì em muốn tự lập trên đôi chân của mình mà không phải dùng trò bẩn, thế nên phút cuối em đã từ bỏ bà. Em không muốn anh phải thất vọng vì em. Con không muốn bố phải ghét bỏ con. Và chị sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa. Này Nga, cô định đầu tư mấy chục có được không? Dạ được cô ạ. Mình mới làm cứ dần dần vừa sức của mình thôi. Này bà, suy nghĩ gì nữa, đầu tư luôn đi. Thì cứ từ từ để tôi tính đã, rồi mình đầu tư sau cũng được có sao đâu. Dạ, chào các cô ạ. À, chào cháu. Có phải là quả này đang dụ dỗ các cô đầu tư cái gì đúng không? Các cô vừa bị lừa một vố như thế mà không tỉnh ngộ ra à? Cô đang định đầu tư vào trang trại trồng dưa lưới, cho nên nhờ Ngà nó tư vấn. Dưa mới dùng cái gì ạ? Rồi lại mắt trước mắt sau dụ dỗ đầu tư tài chính thôi, chứ còn lạ cái gì nữa. Chị em với con Ngọc đấy. Cháu có việc, cháu xin phép về trước ạ. Ừ. Cháu đi. Cháu không biết à, gia đình cái Ngà cũng chỉ là nạn nhân của con Ngọc thôi. Sao ạ? Cái con mất nết đấy, đến chị em họ mà nó cũng lừa. Có ít tiền tiết kiệm nhá, con Ngọc lấy hết đấy. Cậu làm tôi bất ngờ đấy. Khác hẳn với hình ảnh thằng bé vụng về ngây ngô lần đầu tiên tôi gặp. Chỉ có điều những chuyện liên quan tới em trai cậu thì cậu vẫn chưa tiến bộ là mấy. Có lẽ cậu cũng không biết bằng cách nào thằng em trai của cậu có thể ký được hợp đồng với chỗ chị Diễm. Mà có lẽ những người như các cậu ấy, giáo dục và nhận thức nó cũng có hạn. Mà giới hạn về đạo đức thì nó cũng khác lắm. Biết đâu cậu lại đồng tình với thằng em trai mình làm việc đó thì sao? À, giờ nó chưa làm, nhưng rồi nó sẽ làm. Thật ra anh không cần quan tâm Dũng có thật sự gây chuyện hay không. Trong mắt anh, cậu ta tầm thường đến mức không xứng đáng để được anh coi thường. Anh đáng sợ thật đấy. Anh muốn những kẻ đứng về phía đối lập anh sẽ phải biết kết cục chờ đợi họ sẽ là gì, dù là ai đi nữa. Anh là cái thá gì mà người ta phải trung thành với anh? Em cũng không phải ngoại lệ đâu. Tôi không muốn làm ngoại lệ của anh. Tôi nghỉ việc.